Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Khu vực từng là trụ sở viễn thông ở Žižkov, Praha đang dần biến mất, nơi từng được gọi là Mordor của Praha nhờ vào một tòa tháp và nhiều dãy hành lang đan chen nhau đang nhường chỗ cho dự án trung tâm nội vẽ Žižkov. Hiện tại đây trong nhiều tháng qua đang có nhiều thiết bị hạng nặng hoạt động phá bỏ từng phần của tòa nhà. Dự kiến việc phá vỡ khu vực này sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án nội vẽ Žižkov bao gồm 5 tòa nhà trên diện tích 4 ha. Ngoài chung cư thì tại đây sẽ có thêm công viên hoặc nhà trẻ, các cửa hàng nhỏ, nhà hàng hay quán cà phê. Cảnh sát Séc đang âm thầm điều tra một thương vụ mua bán vũ khí sang Ukraine và có thể tác động tiêu cực đến hoạt động mua bán vũ khí giữa Séc và Ukraine. Các nhà điều tra đang nghi ngờ rằng các nhân viên của tập đoàn vũ khí khổng lồ Ukrpets Export và các quan chức của Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông đồng với công ty Séc Pamco International xuất khẩu vũ khí trị giá hơn nửa tỷ krun, nhưng trên thực tế công ty Séc hoàn toàn không giao hàng. Cuộc khủng hoảng ở bệnh viện tỉnh Pardubice đã chính thức kết thúc. Phần lớn trong 56 bác sĩ đã rút đơn xin từ chức ngay trước khi hết hạn thông báo. Một thỏa thuận giữa bệnh viện và hiệp hội y tế đã được ký giúp ngăn chặn sự ra đi của một bộ phận lớn y bác sĩ. Trong một thời gian dài, các bác sĩ đã yêu cầu tăng phụ cấp khi làm việc vào ban đêm và cuối tuần, tăng mức thưởng cho những bác sĩ làm việc bán thời gian và tăng phúc lợi trong trường hợp phải làm việc trong ngày nghỉ. Ban lãnh đạo bệnh viện trong thời gian dài không đáp ứng yêu cầu của các bác sĩ, nhưng cuối cùng đã đáp ứng một trong những yêu cầu của họ. Một dự án môi trường ở Chile đã tận dụng tóc bỏ đi từ những tiệm cắt tóc và lông vật nuôi để làm sạch các vết dầu loang trong nguồn nước và tại bờ biển nước này. Dự án sẽ sử dụng các thiết bị dạng ống mà họ gọi là cần cẩu được làm bằng lưới và chứa đầy tóc để thấm hút dầu trong các hồ, suối, bờ biển. Các thành viên của dự án cũng dệt tóc thành những tấm thảm. Với đặc tính xốp tự nhiên của tóc nên chúng có thể dùng làm sạch dầu kim loại nặng và thậm chí cả vi khuẩn ở các tuyến đường thủy tại địa phương. 1 kg tóc có thể thấm hút được trung bình 5 lít dầu loang. Hiện dự án đang hợp tác với các thẩm mỹ viện trên khắp Chile để giúp bảo vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm. Maldives cho biết sẽ cấm người Israel nhập cảnh trong bối cảnh người dân tại quốc đảo có đa số người Hồi giáo sinh sống này để phản đối cuộc chiến ở Gaza. Văn phòng Tổng thống Maldives Mohamed Mujou cho biết nội các nước này đã quyết định điều chỉnh luật nhằm ngăn chặn người mang hộ chiếu Israel nhập cảnh vào Maldives và sẽ thành lập một tiểu ban để giám sát quá trình trên. Thông báo cũng cho biết Tổng thống Mujou sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên để đánh giá nhu cầu của người Palestine và khởi động một chiến dịch gây quỹ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Israel khuyến nghị công dân nước này và những người có hai quốc tịch không nên đến Maldives, trong khi những người hiện đang ở Maldives nên cân nhắc việc rời khỏi quốc đảo này. Ngày 4 tháng 6, Slovenia đã bỏ phiếu thông qua việc công nhận một nhà nước Palestine độc lập với đa số phiếu ủng hộ. Chính phủ Slovenia tuần trước đã thông qua một kiến nghị công nhận nhà nước Palestine và gửi đề xuất tới Quốc hội nước này để phê duyệt lần cuối, điều cần thiết để quyết định có hiệu lực. Quyết định của Slovenia được đưa ra vài ngày sau khi Tây Ban Nha, Na Uy và Ireland công nhận nhà nước Palestine, một động thái bị Israel lên án với nguy cơ làm trầm trọng thêm quan hệ ngoại giao giữa các nước. Israel cũng đã triệu hồi ngay lập tức các đại sứ tại ba quốc gia nói trên để tham vấn khẩn cấp. Hiện nay hơn 140 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, chiếm tỷ lệ trên 2/3 số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chính quyền bang Louisiana của Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép các thẩm phán có quyền áp dụng biện pháp thiến vật lý với những tội phạm xâm hại tình dục trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu dự luật trên được ký ban hành, Louisiana sẽ là tiểu bang đầu tiên tại Mỹ áp dụng hình thức thiến làm hình phạt. Trước đó, nhiều bang tại Mỹ đã áp dụng nhiều hình thức trừng phạt tội phạm tình dục trẻ em, có thể kể đến như triệt sản bằng chất hóa học. Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, chưa có bang nào cho phép thẩm phán ban hành loại hình phạt thiến vật lý này. Theo dự luật, các tội phạm từ chối án phạt sẽ lãnh án từ 3 đến 5 năm tù. Chính quyền địa phương hy vọng dự luật sẽ được ban hành nhằm cảnh báo và răn đe những người có ý đồ xâm hại tình dục trẻ em trong tương lai. Hưởng ứng Ngày Xe Đạp Thế Giới mùng 3 tháng 6 và Ngày Môi trường Thế Giới mùng 5 tháng 6, ứng dụng đặt phòng Booking đã chỉ ra 6 thành phố lý tưởng ở Việt Nam để du khách khám phá bằng cách đi xe đạp. Theo nghiên cứu của Booking, 63% người Việt tham gia khảo sát mong muốn sử dụng các phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường hơn khi đi du lịch trong năm 2024. Theo đó, 6 thành phố của Việt Nam được đánh giá là lý tưởng để du khách khám phá bằng xe đạp bao gồm Huế, Hội An, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội, Sapa. Booking lưu ý rằng những địa điểm được đề cập trong bài viết không tuân theo một bảng xếp hạng hay thứ tự cụ thể nào. Đây là các đề xuất trong số nhiều lựa chọn khác nhau được chia sẻ bởi nền tảng này nhằm giúp du khách có thể khám phá các địa điểm đến bằng xe đạp trong kỳ nghỉ sắp tới. Thank you.
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.